tôi đã gặp rất nhiều người, mặc dù đã được điều trị rất tích cực với các phương pháp dùng thuốc, kể cả thuốc, kể cả chất, nhưng mà đường huyết của họ không có kiểm soát được. Và kể cả những cái bệnh nhân mà bị bệnh mà thoát nghẽn trong hệ thống mạch máu, mặc dù đã được can thiệp khử khuẩn, chỉ là vẫn một tia, nhưng sau đó vẫn dùng rất nhiều thuốc và cuối cùng chất lượng cuộc sống của họ cũng suy giảm. Và chính từ những cái trăn trở, những cái thắc mắc đó, thì khi tôi đọc được cái cuốn sách The China Study của Nguyễn Tiến Anh, tôi đã ứng dụng việc chữa lành và cái phương pháp tự nhiên như trong cuốn sách The China Study đã hướng dẫn cho các bệnh nhân mà trước đây tôi đã rất khó trong việc kiểm soát bệnh của họ, và kết quả là khá là mạnh mẽ. Và những bệnh nhân tuân thủ chế độ này thì chất lượng cuộc sống của họ cải thiện rõ ràng. Cuốn sách China Study là một công trình rất tâm huyết của tác giả và cộng sự tiến sĩ Colin Campbell và các đồng nghiệp của mình. Đây là một cái nghiên cứu dài hơi được tiến hành hơn 30 năm bởi sự hợp tác của nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, có Anh, có Trung Quốc. Ở Mỹ thì ở trường đại học Cornell, ở Anh thì trường đại học Oxford, và ở Trung Quốc hai học viện chính phủ hàng đầu. Và chính vì vậy cái nghiên cứu này rất có giá trị, bởi vì các tác giả đã rất tâm huyết và đã bỏ thời gian rất dài để tiến hành cái nghiên cứu này, để đưa đến cho chúng ta một phương pháp chữa lành đơn giản, dễ thực hiện, nhưng có thể áp dụng cho tất cả các trường hợp. China Study là một cái nghiên cứu và cũng là một cuốn sách, là một trong những cuốn sách về sức khỏe tốt nhất hiện nay, và nó là một trong những cái công trình tâm huyết của tác giả gửi lại cho nhân loại. Vì vậy, tôi tin rằng khi các anh chị đọc cuốn sách này, các anh chị chắc chắn sẽ tìm cho mình được một phương pháp chữa lành phù hợp nhất cho bản thân mình để có một cuộc sống khỏe mạnh hơn và viên mãn hơn. I am Dr. Bishwaroop Rajchowdhury. It's my story. When I was 4 years of old, I was diagnosed with a hole in the heart, and subsequently a surgery was done which is called open heart surgery. But till 2006, in spite of the surgery, there had been a lot of complications and my life was not normal as like any other child. 2007, I came across a book called The China Study, and I applied the method of the book in my life, in my lifestyle, in my diet. And within 3 months of doing that, not only I could cure myself of that, my lifelong problem, but also I could make a new Guinness World Record by doing 198 push-ups in 1 minute. It's my story that you can heal yourself no matter what. You can cure yourself by changing the diet. The diet as is suggested in the China Study. Now, it has been more than 10 years I've been on the diet, and for the last 10 years, I need not to take even a single pill. I'm not saying that I never got to get ill, but whenever I get ill, I can quickly recover by using the China Study diet. The diet which is there in the book, The China Study, written by T. Colin Campbell. In the last 10 years, I've been practicing this diet, and my patients, which are in thousands in several countries, right from the patients of diabetes, heart disease, cancer, high blood pressure, multiple kind of illness, kidney failure, liver damage. So, in last 10 years, over 10,000 patients from all across the world, those who could adopt this method, all of them got healed from their illness. They could get themselves free of the diseases, the drugs, and the doctors as well. So I hope one thing in the life can help you change your health, and that is China Study. So it is hope that you are going to learn that idea and implement it on yourself and on the people you love. This is Dr. Bishwaroop Rajchowdhury. Xin chào các bạn, tôi tên là Nguyễn Hoàng Anh, là nhà sáng lập chủ tịch của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Nimemo. Trở lại hành trình 4 năm trước,
thì tôi biết đến tiến sĩ Biswarup Rajaratne trong một buổi chia sẻ của ông với lại cộng đồng Việt Nam về phương pháp trí nhớ tuyệt vời. Thì tôi đã rất là khâm phục và tôi tìm hiểu, thì cuối cùng tôi biết rằng là ông đã có những cái chương trình đào tạo về năng lực cơ thể não bộ ở bên Ấn Độ hơn 15 năm qua. Thì tôi đã qua Ấn Độ, tôi học và sau đó tôi đem các cái chương trình của ông về Việt Nam. Thì trong quá trình triển khai chương trình đầu tiên của ông tại Việt Nam thì tôi đã thử nghiệm và áp dụng trên chính bản thân mình. Và sau 3 tháng thì tôi, những cái căn bệnh mà trước kia tôi hay gặp phải như là bao nhiêu người khác thì tôi thấy rằng nó đã hết, thật sự là nó đã hết và tôi không phải dùng bất cứ một cái viên thuốc nào. Thì cộng với trải nghiệm của chính bản thân mình và những cái phản hồi của học viên BMMO trong suốt cái thời gian mà chúng tôi tổ chức các cái chương trình đào tạo đó thì chúng tôi biết rằng đây là một cái phương pháp không phải chỉ là lý thuyết mà nó còn là một cái ứng dụng rất là tốt. Thì tìm hiểu sâu vào đó thì tôi thấy rằng nghiên cứu cũng như là cái nền tảng của tiến sĩ Biswarup đã xây dựng đã dựa trên cái nghiên cứu của cuốn sách The China Study mà các bạn thấy tôi đang cầm trên tay. Cuốn sách này là một công trình nghiên cứu trên 25 năm của các bác sĩ ở trường đại học Cornell, Oxford và của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc trong vòng hơn 25 năm qua. Và chính vì những cái thành tựu của cái công trình nghiên cứu này đã giúp cho hàng triệu người trên thế giới họ đã sống một cách khỏe mạnh. Và tiến sĩ Biswarup cũng đã dựa trên nghiên cứu này để xây dựng và viết nên một cuốn sách đó là Hành trình 72 giờ. Vậy đồng nghĩa với việc đó thì tôi cũng mong muốn xây dựng được một cái hành trình 72 giờ cho cộng đồng Việt Nam. Và khi chúng tôi triển khai cái chương trình đầu tiên thì những cái kết quả từ những cái học viên tham gia hành trình 72 giờ nó rất là tuyệt vời. Và cứ như vậy tôi đã nghiên cứu, tìm tòi và thay đổi liên tục những cái chế độ ăn cho nó phù hợp với dinh dưỡng, với tập quán, với thói quen của người Việt Nam, thậm chí cả cái khẩu vị thì làm sao để giúp cho họ có thể một ăn uống một cách rất là thoải mái, rất là đầy đủ và đảm bảo dinh dưỡng. Và trong suốt quá trình đó thì hàng ngàn học viên và những người tham gia hành trình 72 giờ của chúng tôi đã hoàn toàn được hồi phục mà không cần phải dùng thuốc. Đó là một cái niềm động lực rất là lớn cho bản thân tôi cũng như là cho tập thể những người bác sĩ cùng cộng sự của BMMO trong suốt thời gian qua. Và chắc chắn các bạn sẽ hỏi rằng là nếu phương pháp này nó phổ biến như vậy thì tại sao nó không được lan tỏa? Thì chắc chắn đó là một cái điều mà chúng tôi cũng rất là mong muốn là mỗi một người tham gia và những cái thành viên biết đến chương trình này sẽ là một cánh tay nối dài để cùng chúng tôi lan tỏa cho cộng đồng. Và sẽ có rất là nhiều câu hỏi rằng trong quá trình thực hiện theo phương pháp BMMO thì nó sẽ có những cái khó khăn gì, những cái thuận lợi gì, đúng không ạ? Thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều khó khăn, bởi vì để thay đổi một cái thói quen, một cái lối sống thì cần rất là nhiều thời gian. Và chúng tôi biết rằng đó là cái kiến thức là cái điều quan trọng nhất cho mỗi người để khi thay đổi bất cứ một thói quen nào. Cho nên là chúng tôi mong muốn là sẽ đem những cái kiến thức đúng cho mọi người. Và cái điều quan trọng thứ hai đó là cái sự trải nghiệm. Sự trải nghiệm nó sẽ là câu trả lời cho chính bản thân học viên, những người đã tham gia chương trình cũng như là câu chuyện thành công mà họ sẽ chia sẻ sau khi cái sự trải nghiệm của họ thành công. Và với một mong muốn như vậy thì chúng tôi luôn tìm tòi nghiên cứu để đưa ra những cái bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng mà thuốc nó sẽ giúp cho chúng ta không phải dùng thuốc. Và chúng tôi mong muốn là thức ăn nó sẽ trở thành liều thuốc, không phải chỉ có chữa bệnh tiểu đường mà nó còn tất cả các bệnh mãn tính, ví dụ như là huyết áp, tim mạch, thậm chí là béo phì, giảm cân một cách an toàn. Với mong muốn đem những cái chương trình này đến cho cộng đồng, đem cái cuốn sách The China Study với tên tiếng Việt là Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện, thì chúng tôi mong muốn là các bạn sẽ là những cánh tay nối dài cùng chúng tôi lan tỏa để giúp cho chúng ta, cộng đồng Việt Nam chúng ta có được một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Mong gặp lại tất cả các bạn trong những cái chương trình huấn luyện, những cái buổi chia sẻ của BMMO. Và chúng tôi hy vọng rằng là mỗi một gia đình sẽ có được một cuốn sách này như là một cái cẩm nang, gối đầu giường cho tất cả chúng ta. Xin chân thành cảm ơn.